Anh Minh, em cần hỗ trợ ở biên giới tỉnh Biên. Anh sẽ lập tức liên hệ với công an tỉnh Biên. Em phải hết sức cẩn thận. Em biết rồi. Tốt rồi á, chuyển lên xe nhanh lên. Dạ. Vô xe đi, nhanh lên. Đứng lại chưa? Đứng lại!